Hello, chào các bạn nha. Mình đang hôm nay mình đi vô bến xe miền Đông nha. Thì xem tình hình bến xe miền Đông như thế nào nha. Các bạn xa quê thì các bạn xa quê chúng mình ở miền Đông đi. Phải đi ra bến xe miền Đông. Hôm nay mình vô vô các bạn xem nè. Xe taxi, xe tải, dừng xe và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên bến xe để mua vé vào bến. Quy định khu vực điều hành tại bến xe luôn đảm bảo chậm và khoảng 18 giờ đến 10 giờ và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. Tuy Phát, Trường Giang, Con Tum, đây mình vô đây mình quay lâu chia sẻ giống lại nè. Xe khách quá trời. Xe vẫn phải thành công. Xe ghê lâu dữ vậy. Đây là bên Vĩnh Tải thành công. Thành công rồi qua bên xe Phương Trang đi. Bạn muốn gửi hàng phải coi nha, bến xe coi đứng cái bến mới gửi hàng được. Dãy của quán nước bán Hà Lâm rồi là bánh xe của Hoàng Long còn thắng đi đi đến Long Hải, bánh xe Long Hải, bánh xe miền Đông. Xe
đường của Hoàng Mai. Bình Phương cô hai Hưng Phát, Nam Dâm. Ủa này bị kẹp hả ta? Đây là cơm hồ các bạn. Cư Tròn, Hùng Nga, Hoàng Dũng. Chơi. Nãy giờ mình không chưa thấy bến xe Phương Trang các bạn. Phương Giang. À, có Sài Gòn SZ. Cổng số 5 là cổng ra đi về cầu Bình Lợi, cầu Bình Triệu. Vậy 4-5 đó, giờ ra luôn nha các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận thông báo video mới tiếp theo.
hoặc là comment góp ý giúp em để video ngày càng hoàn thiện nha. Thank you for watching nha. Đó, đây là tựa vào tỉnh tới bên trong luôn, bến xe miền Đông. Chia sẻ cho các bạn luôn đó các bạn. Lối ra xe hai bánh đi đường này. Còn cái vụ đây là nơi phải nói là bánh xe cười ca nó whip ghê không bạn. Whip off đó là nơi nhận hàng gửi đi của Phương Trang. Phương Trang là kinh doanh phải nói là đứng đầu ngành vận tải về chở hàng chở người lẫn bến Tây bến miền Tây hoặc là miền Đông luôn các bạn. Ở đây có muốn mua vé các bạn vô đây mua vé chưa biết nữa hả? Mua vé xong rồi bạn đi bộ ra phía sau quận chính đó, đi miền Đông đi ra bánh xe nha. Còn cái này xe trung chuyển nữa. Xin chào tạm biệt các bạn.